tên Nguyễn Hoàng Đăng Khoa, pháp danh Chứ Tiến. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng, giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con sinh tâm cảm động và chân thật một lòng, một dạ. Nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng, con xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai, nhẫn đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai, nhẫn đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng 100.000 phương tiện dẫn dắt khuyến dụ khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh đồng biết đến ngài và quy y ngài, hầu làm cho tất cả chúng sinh đều được phước lợi. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong ngài rủ lòng từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết tất cả chúng sinh mà gia hộ cho con, cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh, rốt ráo rồi sẽ mau chóng thoát ly sanh tử, thành đạo Bồ Đề. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật thuyết kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, danh hiệu của địa ngục, phẩm thứ 5. Lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng với ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, xin ngài vì trời, rồng, Bát Bộ và tất cả chúng sinh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của những hạng chúng sinh bị tội khổ ở trong cõi Ta Bà cùng Diêm Phù Đề này, và nói những sự về quả báo không lành, làm cho chúng sinh trong thời mạt pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thưa nhân giả, nay tôi nương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo. Thưa nhân giả, phương đông của Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Vi. Dãy núi đó tối thẳm, không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián. Lại có địa ngục lớn tên là Đại A Tỳ. Lại có địa ngục tên là Tứ Giác. Lại có địa ngục tên là Phi Đao. Lại có địa ngục tên là Hỏa Tiễn. Lại có địa ngục tên là Giáp Sơn. Lại có địa ngục tên là Thông Thương. Lại có địa ngục tên là Thiết Sa. Lại có địa ngục tên là Thiết Sàng. Lại có địa ngục tên là Thiết Ngưu. Lại có địa ngục tên là Thiết Y. Lại có địa ngục tên là Thiên Nhẫn. Lại có địa ngục tên là Thiết Lư. Lại có địa ngục tên là Dương Đồng. Lại có địa ngục tên là Bảo Trụ. Lại có địa ngục tên là Lưu Hỏa. Lại có địa ngục tên là Canh Thiệt. Lại có địa ngục tên là Tỏa Thủ. Lại có địa ngục tên là Thiếu Cước. Lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn. Lại có địa ngục tên là Thiết Hoàng. Lại có địa ngục tên là Tránh Luận. Lại có địa ngục tên là Đa Sơn, vân vân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như thế, số nhiều vô hạn. Lại có địa ngục Kiếu Oán, địa ngục Bài Thiệt, địa ngục Phẫn Niệu, địa ngục Đồng Tỏa, địa ngục Hỏa Tượng, địa ngục Hỏa Cậu, địa ngục Hỏa Mã, địa ngục Hỏa Ngưu, địa ngục Hỏa Sơn, địa ngục Hỏa Thạch, địa ngục Hỏa Sàng, địa ngục Hỏa Lương, địa ngục Hỏa Ưng, địa ngục Cứ Nha, địa ngục Bát Bì, địa ngục Hoảng Huyết, địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục Thiêu Cước, địa ngục Đảo Thích, địa ngục Hỏa Ốc, địa ngục Thiết Ốc, địa ngục Hỏa Lan. Những địa ngục như thế, trong mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, nhẫn đến 100.000. Trong số đó có danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, đó đều là do chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu giường biển cả, có thể ngăn đạo thánh.
Vì thế, chúng sinh trớ khinh điều quá nhỏ mà cho là không tội. Sau khi chết đều có quả báo, giàu đến mấy muốn đều phải chịu lấy. Chí thần như cha với con, mỗi người cũng đều theo nghiệp của mình mà đi khác đường. Giàu có cặp treo, cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Này tư nương, oai lược của Đức Phật mà nói sơ lược những sự tội báo nơi địa ngục, trong mong nhân giả tạm nghe lời nói đó. Nghe Địa Tạng Bồ, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng, giàu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sinh có tâm ác, có tâm hạnh ác trong đời mạt pháp sau này, nghe được lời dạy của nhân giả mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng, thưa nhân giả, những sự tội báo trong chốn địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra mà cho trâu cày trên đó, hoặc có địa ngục môi tim người tội để cho quỷ dạ xoa ăn, hoặc có địa ngục vạt dầu sơ sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đốt cột đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng bượn lửa lớn bay tắp vào người tội, hoặc có địa ngục toàn cả thuần là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phật tiểu, hoặc có địa ngục lao gai trong sát, hoặc có địa ngục đâm nhiều giáo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho rắn sắt cuốn cắn, hoặc có địa ngục xua đuổi chó xác, hoặc có địa ngục đóng ách lừa sắt. Nhưng giả, những quả báo như thế trong mỗi ngục có trăm nghìn thứ khí cụ để hành hình, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này do các hạnh nghiệp quấy ác của chúng sinh ngà cảm vời ra. Nếu tôi thuật rõ cả những sự việc về tội báo ở địa ngục, thời trong mỗi địa ngục lại có trăm nghìn thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục. Này tư nương, sức oai thần của Đức Phật và vì nhân giả hỏi mà nói sơ lược như thế, nếu nói rõ cả thời cùng kiếp nói cũng không hết. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, phẩm thứ năm hết. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi So Ha.